Quyền ơi, con về với cha mẹ đi, con ở bên ngoài nhiều người xấu lắm, cha mẹ không có la đẹp. Dạ em chào hai vợ chồng anh chị. Hai vợ chồng anh chị có thể giới thiệu cho em cũng như cho tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng được biết là anh chị tên là gì? Dạ em tên là Trần Thị Bích Ngọc. Chị Ngọc là quê ở đâu đây? Em quê ở Bạc Liêu. Dạ, còn anh trai? Anh cũng là quê ở Bạc Liêu. Anh tên gì? Anh tên Bì. Bì. Ừ, Bì. Dạ. Vậy là hôm nay là hai vợ chồng anh về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương giúp đỡ vụ việc là tìm con đúng không ạ? Dạ. Con của chị họ tên đầy đủ là gì? Trần Thị Cẩm Nguyên. Bé nhiêu tuổi chị? Bé 15 tuổi. Bé bỏ đi ngày nào đấy? Bé bỏ đi ngày 11 tháng 9. 11 tháng 9. Vậy là mỗi ngày hôm kia đi là đi tại đâu? Đi tại phòng trọ hẻm 4 ở Hồng Nghĩa Bình Dương đúng không ạ? Con nhà mình hiện tại là đang ở Bình Dương cùng với anh chị. Con nhà mình có đi làm không? Nó đi làm mà nó đi sao? Cha mẹ đi trước rồi nó đi sao đi làm mà vô trễ rồi nó đi mua trà sữa. Vậy là con nhà mình nghỉ học thì là nghỉ lâu chưa chị? Nghỉ cũng năm mấy à? Sao nghỉ sớm vậy? Dạ nó không chịu học mẹ. Chị đông con không? Dạ hai đứa con. Bé này là con thứ mấy trong gia đình đấy? Thứ ba. Út hả? Con nhà mình tính tình như thế nào? Tình cấp dưới thì nó cũng biết nghe lời cha mẹ. Rồi lên đây thì nó mà nó cũng ấy con cứ bê á. Bê đó rồi sao mà nó mua cái bê về thờ đó rồi sao mà nó nghe lời. Trời đất ơi, mua búp bê về thờ là sao? Là sao anh? Không biết nó mê gì vậy? Là bé mua ở những cái shop đồ chơi là mua búp bê về hả? Mua nghe nói mua trên mạng. À, rồi sau đó như thế nào? Rồi đó là sao là cỡ hơn tháng ngoài gì đó là nó tánh nó nóng rồi nói nó biết nghe. Là thờ là thắp nhang đó hả? Dạ, nó không thắp nhang mà nó mua kẹo, bánh cho ăn, kẹo. Kiểu chơi đồ chơi đúng không? Dạ, cho uống gì? Tại vì hồi nãy của Thái gì búp bê cái gì cua nó thông gì hả? Đúng rồi. Sợ người ta dụ nó gì đó kìa. Giờ cũng lo cha mẹ. Cái ngày 11 con nhà mình bỏ đi là bỏ đi buổi sáng hay buổi trưa hay buổi chiều? Buổi sáng lúc 6 giờ mấy, ngày 7, 6 giờ mấy. Lúc đó là đi làm thì đi luôn hay như thế nào? Đi làm 2 giờ mấy trước rồi nói vậy sẽ đi sao? Con nhà mình đi là mang theo những thứ gì đi? Cái điện thoại với gì mà cái xe nó xách xe chạy đi nào. Xe là xe gì? Xe là Vespa màu trắng. Ôi Vespa màu trắng, biển số bao nhiêu anh nhớ không? Biển số xe con nhà mình cũng nhớ hả? Trời đất ơi! Đưa em mượn nào. Chính đi. Đây là khung số máy nè. 94F1 46199. Xe này là xe anh là chủ sở hữu hả? Anh. Xe này xe phân khối lớn mà. Tại sao mình lại giao cho bé đi? Bé mới 15 tuổi làm gì được phép lái xe phân khối lớn? Tại thấy đi làm cũng gần nè. Như là này có cha nó không biết lái xe thôi, đâu có ai chở. Mua cái xe đạp điện nó cho con đi được rồi. Đi tham gia giao thông là vi phạm luật giao thông. Thứ nhất là nguy hiểm cho con nhà mình, thứ hai là nguy hiểm cho người khác nữa. Đồ chính để chị nó rồi đem qua đây mới đem qua 2 ngày là nó rất chị. Mai mốt tìm được con về được cho con đi xe đấy nữa, một cái xe đạp điện đó. Chứ bé đã đủ tuổi đâu mà tham gia giao thông bằng xe phân khối lớn. Cái này là vi phạm luật giao thông ấy. Chị thằng chồng
Trước đó, trước ngày 11 thì gia đình nhà mình có ai la giày hay là tác động tay chân tới bé không? Có mà, có em cũng la giày, nó đầy được cũng la. Chị la về vụ việc gì? Nó mua cái con đó đấy. Cô bé hả? Nó con đem đi bỏ đi để không có cho để trong phòng à. Thì nó cũng đến nên là nó không có trả lời. Rồi sau đó? Sau đó cái đêm 7 giờ mấy tháng giờ thì nói vậy thôi rồi nó không trả lời đến nên này. Mình ba mẹ có ra tay ra chân với con không? Không. Bé là tính tình dạo gần đây là thay đổi hả? Tháng ngoài thay đổi nóng tính, nó cũng không nghe. Con nhà mình ở nhà là có xài điện thoại nhiều không? Có, xài. Bấm liên tục không? Bấm liên tục. Bé đông bạn bè không? Lần này ra cũng ít rồi, mới ra lên làm mà không có nhiều lắm. Bé có chơi game không? Có, lâu lâu nó cũng có chuyện gì. Có bao giờ anh chị nghe thấy con nhà mình nói chuyện điện thoại hoặc là nhắn tin với ai đó không? Có. Trai hay gái? Bạn trai cũng có, bạn gái cũng có. Con gái có kể với ba mẹ không? Cũng ít nói. Cũng chia sẻ hả? Mình có bao giờ kiểm tra điện thoại của con không? Sao? Ok. Bé cụ thể là làm công việc gì đây anh chị? Là làm công ty xăm xăm. Công ty đấy là làm về cái gì? Gỗ. Chắc công ty gỗ thì tăng ca dữ lắm đúng không? Bé có than mệt không? Có. Bé có dự tính muốn thay đổi công việc không? Không. Không nghe nói. Theo anh chị tới giờ phút này con nhà mình đi lý do chính là gì? Chắc nó giận cha mẹ la gầy đó. Mấy bữa trước rồi cũng có la gầy đó. Mình liên tục la gầy hả? Thái độ của bé cái thời điểm đó như thế nào? Nó, bé khóc hay bé buồn hay bé cãi lại? Nó cũng có cãi mà cũng ít nói nữa, nó không nói gì vậy. Ngồi nó bấm điện thoại nó cũng nói gì. Có cãi nói là vài tiếng thôi rồi ngồi bấm điện thoại. Lần này đi là con nhà mình chỉ có xe thôi chứ có quần áo không? Có mang theo quần áo không? Nó có mang theo hai cái con đó đó, như cái cặp mà con kiểu như cái con gấu gì đó, cái cặp gì đó. Có quần áo hay là tiền bạc gì không? Có tiền. Có cái cặp. Và đặc biệt là mang theo một chiếc xe. Hai hôm này gia đình nhà mình đã trình báo cơ quan chức năng công an chưa? Báo rồi đúng không ạ? Bây giờ anh chị đang sợ nhất điều gì đây? Sợ nhất là tài vụ nó mua cái con đó. Thì nghe nói là nó tính mua cái đặt trên mạng gì đó là mua cái con gì thì con đó nữa là vậy đó là tới 6 triệu à, rồi sợ người ta dụ nó gì đó rồi với bạn bè rồi đi ra ngoài đường rồi cái bữa không trước nó đi đó là nó nghĩ làm người có nghe cái người mà bạn đó là cũng nghĩ nữa là bấm tin nhắn tin với điện thoại người bạn trai đó vậy có em thì em không là... sợ bé người ta dụ bé mua con đó nữa mà em đang sợ bé bị những người xấu có thể dụ dỗ lừa. Thứ nhất là bắt ép làm những công việc nhạy cảm, những công việc vi phạm pháp luật, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là sợ bé gặp những đối tượng xấu có thể lừa đưa qua cả. Chứ còn vấn đề mà mua thêm cái con đó nữa hay như thế nào thì em không sợ. Nhà mình có sợ như vậy không? Có sợ con nhà mình bị đối tượng xấu lừa đảo dụ dỗ làm những cái quán trái hình? Bé là thường thường cao biết mấy đây? Cũng gần gần bằng mẹ, nó mét 4 mấy. Phải nặng mấy chứ, sao 4 mấy vậy? Nặng mấy là... Nặng nhiêu ký? 4 ký. Vậy là tuổi đời còn nhỏ nhưng mà như thanh niên hả? Nó cao. Đúng rồi. Mình thường thường mình có hay tạo áp lực cho con? Có thường xuyên la dạy con không? Cũng có. Đó là cả mẹ luôn hả? Ba với mẹ là ai là hay gần gũi con nhất? Mẹ gần gũi nhất. Cha vậy cũng... Em bảo thật này, hai anh chị mình chỉ la không hay là mình có tác động tay chân tới bé không? Không. Mình nói thật đi. La lớn vậy thôi chứ không có đánh. Không có đánh đúng không? Ai có đánh không? Anh có đánh con bao giờ không? Cái thời điểm gần đây này. Để anh em... Là bé. Có cách có hướng. La nhiều. La, kiểu như la, quạo, la lớn. La làng đúng không?
Bây giờ chị hãy nói một cái điều gì đó với con của mình đi. Hy vọng con gái xem được video này đang ở đâu đó sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Nói với con đi. Khuyên là con về với mẹ đi, em nhớ. Một nỗi lầm thì mẹ cha không có la nữa đâu. Con về đi. Ba nói chuyện với con đi. Con về với cha mẹ, ai trong chờ con. Cha không có la con nữa đâu. Chụm gấu, cái người của bê gì đó, cha cũng không có nói nữa đâu. Để cho mẹ cũng về với cha mẹ, những người thân. Con gái xem được video này thấy cả ba mẹ về đây nhờ các chú đội hiệp sĩ tất cả bình dương đi tìm con, thì con đang ở đâu đó, con hãy sớm quay trở về đoàn tụ với ba mẹ. Bởi vì tới giờ phút này con đi 2 ngày trời rồi, đặc biệt bản thân con là con gái, nhìn con khuôn mặt dễ thương xinh xắn, mà đặc biệt thì con chưa từng biết, chưa từng va chạm bên ngoài như thế nào. Ở bên ngoài thì có rất nhiều cái đối tượng xấu. Có thể con đi thì con sợ bẫy của bọn chúng bắt ép con làm những công việc nhạy cảm, đặc biệt đưa vào những cái quán chai, chẳng hạn như massage, quán cà phê chòi, quán karaoke, những cái công việc, những cái nơi mà không lành mạnh, vi phạm pháp luật. Nên mà mong rằng con gái đang ở đâu đó xem được video này sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Về với gia đình thì ba mẹ sẽ không la con nữa, và sẽ con có cái tâm sự hoặc nỗi niềm gì, áp lực gì về thì ba mẹ tới giờ phút này thì ba mẹ cũng nhận ra là con đã lớn rồi, thì ba mẹ sẽ cùng với con để mà chia sẻ chứ không phải la dạy như cái thời gian vừa rồi. Nên mong rằng chú, mong rằng con đang ở đâu đó, con này sớm quay trở về để đoàn tụ với gia đình. Còn đối tượng nào, cô chú nào, thậm chí ông bà chủ quán nào mà đang giữ bé, chưa chắc bé, thậm chí đang có cái suy nghĩ bắt ép bé làm những cái công việc nhạy cảm, những công việc vi phạm pháp luật để kiếm tiền lợi ích cho bản thân, thì hãy nhanh chóng thả bé về trong ngày hôm nay và ngày mai. Còn nếu cố tình mà không thả bé về trong hôm nay và ngày mai, khi nghe đội hiệp sĩ người Thanh Hải mà tìm được thì sẽ bàn giao ngay lập tức những cái đối tượng đó cho cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết cái sự việc. Bởi vì bé năm nay là mới 15 tuổi, trẻ em dưới tuổi vị thành niên, đang được gia đình cũng như là xã hội bảo vệ và quan tâm. Nên mà những cái đối tượng nào hiện tại đang chứa chấp bé hoặc không chê bé, không muốn dính líu tới pháp luật, thì trong vòng ngày hôm nay hoặc ngày mai đưa bé về với điều kiện chưa tác động tới bé thì gia đình sẽ bỏ qua. Còn nếu cố tình ngoan cố mà không thả bé về và tác động tới bé thì chắc chắn là cái mức khung hình phạt sẽ là từ 5 tới 10 năm. Cái điều đó thì tất cả mọi người ai cũng biết rồi, luật đã ra rõ ràng. Chưa tính là cái mức mà tác động nặng nhẹ gì với bé thì cái khung hình phạt càng ngày càng nặng hơn. Cái sự việc của anh chị thì anh em đã ghi nhận, sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ gia đình nhà mình hết sức có thể và giúp đỡ hoàn toàn miễn phí nhé. Em cũng hy vọng rằng là khi con nhà mình về, mình phải có cách, có hướng để mình chỉ bảo con, đặc biệt rằng cái tuổi này là tuổi của con, nó là cái tuổi rất hiếu động, và đôi khi thì mình la nhiều quá con nó sẽ không nghe. Không phải mình la làng, mình la lớn là tốt đâu, là con cái sợ là không phải. Mình phải thấu hiểu được nó như thế nào, và mình phải nói chuyện với nó ra sao, chẳng hạn như cái này con sai, cái này con không đúng đó, chứ đâu phải nhất thiết mình cứ lại chưa gì hết rồi mình la lên cả vợ cả chồng như vậy là con nó không nghe, rất khó giải. Nên mong rằng anh chị cố gắng được điều đó ha. Thì hôm nay anh chị về đây nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm con. Anh chị có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con gái không? Đồng ý để kiếm con. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy bé gái trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương theo số điện thoại 0913 785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp, như là tìm kiếm thông tin của bé gái, giúp bé gái sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình một cách an toàn nhất. Cuối video em chúc gia đình nhà mình nhiều sức khỏe, và cái điều đặc biệt là con gái, anh chị sớm quay trở về một ngày gần nhất nhé. Xin phép chào chị em, xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở video tiếp theo.